Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy đứng gần thập giá, Chúa Giêsu có mẹ người cùng với chị mẹ người là bà Maria vợ ông Cleopas và Maria Magdalena. Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ người yêu, Chúa Giêsu nói với mẹ rằng: "Thưa bà, này là con bà." Rồi người nói với môn đệ: "Này là mẹ con." Và từ giờ đó môn đệ đã đón bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tước hiệu Đức Maria là mẹ hội thánh được biết đến vào cuối Công đồng Vatican thứ hai bởi Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục. Khi đó Ngài nâng cái tước hiệu Đức Maria là mẹ hội thánh để nhấn mạnh vai trò của Đức Mẹ, là mẹ của hội thánh, là thân thể của Chúa Kitô, vì Chúa Kitô là đầu hội thánh. Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục cũng muốn mời gọi hội thánh nhìn thấy gương Đức Mẹ là người đi theo Chúa đến cùng, đến tận chân thập giá. Và Đức Giáo hoàng cũng muốn mời gọi hội thánh phải tín thác mình trong tay Đức Mẹ trong hành trình đức tin, hành trình đổi mới và canh tân giáo hội. Và tước hiệu này vào năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco nâng lên thành ngày lễ nhớ buộc, với một ý định quan trọng là mời gọi toàn thể dân Chúa nhìn nhận vai trò của Đức Mẹ trong hội thánh, cũng như hãy tín thác, tiếp tục tín thác cái sự đau khổ của hội thánh trong tay Đức Mẹ. Chúng ta hiểu được cái sự tín thác đó qua bài tin mừng ngày hôm nay, khi Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá, đứng dưới chân thập giá, đứng trước sự đau khổ của con mình. Và Chúa Giêsu đã làm gì? Chúa trao người môn đệ Chúa yêu mến trong tay Đức Mẹ: "Thưa bà, này là con bà." Rồi Chúa cũng trao Đức Mẹ trong tay người môn đệ Chúa yêu là: "Này là mẹ con." Và từ đó môn đệ đem Đức Mẹ về nhà của mình. Cái hình ảnh đó đặc biệt cảm động và quan trọng, thưa anh chị em, như một lời trăn trối trên thập giá, nhưng cũng là một cái gì đó tuyệt vời nhất mà Chúa ban tặng cho người môn đệ của Chúa. Người môn đệ Chúa yêu là ai? Là tất cả chúng ta ngày hôm nay, vì Chúa yêu mến tất cả chúng ta. Những ai cũng đứng dưới thập giá Chúa trong đau khổ, trong lo âu và trong buồn phiền. Giáo hội chúng ta ngày hôm nay cũng gặp nhiều tổn thương, gặp nhiều đau khổ, vì con của mình cũng đau khổ, vì chính giáo hội cũng bị gặp nhiều vết thương, vết thương từ thể lý của con cái của mình đau bệnh, đau bệnh về thể lý của bệnh corona, của covid, đau bệnh trong tinh thần của thất bại, của hiểu lầm, của nhiều vấn đề khác nhau. Và vì thế Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh cái vai trò của Đức Mẹ, cũng như mời gọi giáo hội nhìn vào gương Đức Mẹ đi theo Chúa suốt một chặng đường và chứng kiến từng cái giây phút đau khổ nhất của Chúa, đặc biệt là trên thập giá Chúa. Đó là cái mầu nhiệm cũng như là cái ý nghĩa thần học sâu xa mà Đức Thánh Cha muốn mời gọi chúng ta nhớ đến và xác tín trong hành trình yêu mến Chúa, cũng như là tín thác mình trong tay Đức Mẹ. Về đời sống thiêng liêng, thưa anh chị em, tôi nhớ đến cái lời dạy của Đức ông Rossetti, là cha giáo sư của tôi ở bên Roma. Ngài làm một cái nghiên cứu và Ngài tìm những cái yếu tố nào trong đời người mục tử có thể giúp cho người mục tử, người đi theo Chúa đó, có thể mở lòng ra và lớn lên trong tương quan với Chúa.
Và Ngài liệt kê ra 10 cái đặc điểm đặc biệt quan trọng, mà trong đó có một hai đặc điểm mà ít bao giờ người ta nghĩ đến. Thứ nhất là khi người mục tử đó sùng kính Đức Mẹ, và khi một người mục tử đó có cái tương quan tốt với mẹ của mình trong gia đình. Và người ta đặt câu hỏi là tại sao hai cái đặc điểm nó quan trọng giúp cho một người có thể lớn lên trong tương quan với Chúa. Ngài giải thích dựa trên cái nghiên cứu với các hàng ngàn linh mục và tu sĩ ở Hoa Kỳ. Ngài giải thích như sau. Thứ nhất là khi một người mục tử lớn lên trong cái tình thương của người mẹ, người mục tử đó mang trong mình cái khả năng yêu mến, quan tâm và chăm sóc của người phụ nữ. Người đàn ông cần học được cái khả năng quan tâm, yêu mến và chăm sóc. Đây là tố chất của người phụ nữ. Và phải có được cái cảm thức đó thì người đó mới nhạy cảm với đau khổ của đứa con của mình. Và chỉ có người mẹ mới nhạy cảm với đau khổ của đứa con của mình. Và người mục tử của Chúa cần có khả năng đó, để biết nhạy cảm với đau khổ của đứa con của mình, để đến gần nó, hiện diện với nó và chăm sóc con của mình. Và vì thế người mục tử cần học cái đó từ mẹ của mình. Cái thứ hai, tại sao mẹ Maria, sùng kính mẹ Maria lại quan trọng? Vì mẹ là mẹ của Chúa Giêsu. Mẹ hiểu con của mình hơn bao giờ hết. Và đức ông Rossetti cũng nói, vì mẹ cũng dạy Chúa Giêsu khi Chúa còn nhỏ, và mẹ nuôi nấng mà dạy dỗ, nên khi mình là mục tử đó, mình đặt mình trong sự nuôi nấng và dạy dỗ của mẹ Maria, mình được mẹ giúp uống nắng mình như Chúa Giêsu. Do đó cái ý nghĩa thiêng liêng này cũng quan trọng anh chị em. Chúng ta không phải sùng kính Đức Mẹ theo kiểu mình cầu xin Đức Mẹ ban ơn, ban phước. Cái đó là điều tốt, không chỉ đơn thuần như thế anh chị em. Nhưng mình cũng xin Đức Mẹ uống nắng trái tim của mình như trái tim của Chúa. Xin Đức Mẹ dạy mình cách theo Chúa và dạy mình trở nên con người giống Chúa Giêsu. Vì mẹ đã dạy dỗ uống nắng Chúa Giêsu như thế nào. Và mình cũng học được từ Đức Mẹ cái sự thương cảm, cái sự kiên định với con của mình, cái đau khổ của con của mình đến chân thập giá. Và điểm cuối cùng tôi muốn chia sẻ với anh chị em trong ngày lễ đặc biệt hôm nay là gì? Đó là cái ý nghĩa con người, ý nghĩa đức tin, ý nghĩa thiêng liêng. Và ý nghĩa con người là gì? Trên thập giá Chúa trao cái gì? Thưa anh chị em, Chúa trao những gì Chúa còn lại và Chúa yêu mến nhất cho môn đệ của Chúa, cho mẹ của mình. Và tôi nhớ có ai đó nói một câu: tương lai của chúng ta không hệ lụy ở những gì chúng ta đã mất, nhưng tương lai của chúng ta hệ lụy ở những gì chúng ta còn. Và anh chị em thấy trong bài đọc 1 đó, chích sách sáng thế đó, tội của con người xuất phát từ cái gì? Từ cái việc là mình lo lắng ở những gì mình sẽ mất hoặc không có. Adam và Eva bị xúi dục để tìm kiếm cái không thuộc về mình và không có. Và Adam và Eva, đặc biệt là Adam, trốn Chúa, trốn cái ánh mắt của Chúa vì nhìn vào những gì mình không có. Mình trần truồng, xấu hổ, che đậy mình. Và chúng ta thấy tội của con người, gốc của tội lỗi xuất phát từ cái lòng tham và từ tìm kiếm những gì không thuộc về mình hoặc là những gì mình đã mất. Nhiều khi mình đau khổ vì những gì mình đã mất, và mình mang cái đau khổ đó, mình tức tối, mình tìm cách trả thù vì những gì mình đã mất hoặc là những gì mình không được. Và cái đó làm nên cái chuỗi của tội lỗi, của cái gây hấn, của hận thù mà nó kéo dài và dai dẳng trong cuộc sống của chúng ta, làm chúng ta trở nên nặng nề, đau khổ hơn. Nhưng trên thập giá
Chúa xóa đổ, Chúa xóa bỏ cái lời nguyền của tội nguyên tổ đó bằng cái gì? Bằng cái trao ban những gì mình còn, những gì Chúa còn. Người Chúa yêu mến nhất, môn đệ của Chúa, giáo hội của Chúa, trao ban người mẹ của mình, là người dạy nuôi nấng mình, yêu mến nên người. Vì về chiều kích con người, chúng ta cũng đặt câu hỏi: tôi có học được cái bài học này trên thập giá Chúa? Chúng ta cũng đau khổ vậy, nhưng mà trong đau khổ của chúng ta đó, trên thập giá Chúa đó, chúng ta trao cái gì? Khi mình đối diện với đau khổ, mình trao ban cái gì? Sự hận thù hay là những gì mình còn để tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu mà vốn vì yêu mình đã đau khổ? Và Chúa dạy chúng ta một bài học của tình yêu bằng chính người mẹ của mình, bằng học trò của mình, và người học trò đó là đại diện cho giáo hội Chúa, là mỗi người chúng ta. Chúa muốn chúng ta cũng noi gương Đức Mẹ, can đảm đứng trước thập giá Chúa và cũng ôm lấy những người con của Chúa đang đau khổ vào lòng, để tiếp tục nuôi nuôi dưỡng và học theo gương của mẹ của mình. Amen.